dê bắt lùng lùng, mà cao là không chơi, cao là không có bắt. Đã quá trời luôn ha. Nó nhỏ mà nó nặng ký ghê á. Con nó 32 kg. Wow, con này 32 kg nè. Cái tầm 30 kg là mình vô nọc là ok hết luôn phải không anh ha? 30 kg vô nọc, con này có bầu rồi. À, chắc 34 kg. Mình nó như con heo mọi vậy anh. Lên bầu đã gì không? Dạ. Sướng lắm, sướng mặt lắm. Mà hết cỡ, nếu mà nó to hết cỡ là nó khoảng nhiêu anh? Ví dụ gần tạ. Gần một tạ. Nói chung là có thể có tạ. Còn đợt này cái dòng này bự hết cỡ thì phải có tạ 4 tạ rưỡi. Chứ có dạ. Dài thì nó ra mầm được tạ 6 là ở nước ngoài nuôi thôi, mình thấy chưa có. Dạ đúng rồi, em cũng coi trên mạng thấy chỉ nước ngoài. Cái dòng boy war này là ở nước ngoài nuôi có tạ 6, chứ mình ở Việt Nam này chỉ có 142 kg, đó giờ bắt còn 142 kg. Đây có cho ăn cám không anh? Có chứ. À chứ ít ha, lâu thỉnh thoảng hả? Thì hay là tối xuống mình dặm miếng cám cho nó. À tối dặm cho nó không biết. Còn bình thường thì sẽ cỏ với lá cho nó ăn thôi. À bên đây mình có được cũng pin lùng luôn hay là mà nó cái này nó lai nó không được rặt ha anh? Không, cái dòng này là con này rặt ha. À chỉ có con này con lùng là lai hết. Nhìn lai cũng vẫn lùng đẹp đàng hoàng. Dạ. Còn ví dụ mà con này thì cứ 6 triệu một con. 6 triệu. Dạ. Mà nó dễ thương ha. Nó lùng. Còn cái đó là con cao đó hả anh? Cái hàng đó là hàng. Con cao bự đó bán chỉ có 7 triệu rưỡi thôi, chưa bự. Ồ, con này là đẻ lứa nào cho anh? Hai lứa ngon lành ha. Mình tướng tá này nọ, con này chắc cỡ hơn 50 kg không anh? Con đó hả? Con đó 54 kg. Dạ. Nó cao vậy mà nó chuông đi là cái con nãy cái con mà có bầu ha. Ừ, có bầu con tơ, nó mới 9 tháng tuổi mà bị ghê. Nó tết nhắc nọc. Dạ. Cái cỏ này là anh cho là cỏ vôi lùn hay là cái cỏ gì anh? Cao. À cao hả? Máy nhà mình cắt luôn. Cái máy đây xây luôn. Ở đây là tổng cộng là 12 con. Con này là to nhất. Đúng là bị lùn đó. nhìn đơn hình chụp cho nó đã. Không, lên hình đẹp mà. Dạ dạ, đó, chụp cái là lên màu là. Nó đẹp đó. Dạ. Hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 con.